11 nguyên tắc đánh đổi. Cái khẩu hiệu của nguyên tắc này là gì sao? Phải biết từ bỏ thì mới trưởng thành được. Nó ngấm vào trong máu các bạn. Phải biết từ bỏ mới trưởng thành được. Thế thì nội dung của từ bỏ nó như sau, tức là đánh đổi, đổi cái nọ lấy cái kia. Ý số 1, cuộc sống luôn có rất nhiều ngã rẽ các bạn ạ. Không phải lâu lâu mới gặp ngã ba đâu, liên tục ngày nào cũng gặp ngã năm. Đi học hay ở nhà với vợ hay đi kiếm tiền, các bạn toàn quyết định bằng cảm xúc, chẳng may nó trúng. Cuộc đời luôn là một chùm ngã rẽ các bạn ạ. Do đó ta luôn có ba cái lựa chọn ở mỗi ngày luôn ấy, các bạn ạ. Và đây là cái tôi rất tỉnh đòn, thì tôi giảng nó mới thuyết phục được chứ. Có ba cái lựa chọn. Thứ nhất, thêm một cái gì đó cho cuộc sống này, tức là mình đưa vào cái ngã rẽ đó, thêm một cái cho cuộc sống, tự nhiên thêm kiến thức, đấy là một kiểu. Một kiểu thứ hai, hành động để bớt một cái gì đó cho cuộc sống này các bạn ạ. Và phương án 3, đánh đổi cái này để lấy cái khác. Và bạn suốt ngày loay hoay các bạn ạ. Hai chấm. Người trưởng thành là người luôn phải làm cả ba cách tùy trường hợp. Ai tùy trường hợp mà tung ra ba cách thì đó là kẻ trưởng thành, và không có cách bốn, và không có một đáp án chung cho bất cứ chọn ngã rẽ nào. Tùy ngã rẽ đó mà chọn một phương châm để làm. Ý số 2 của nguyên tắc, để quản trị bản thân, cái gì? Đánh đổi. Đánh đổi là một trong ba cách xử lý các bạn ạ. Đánh đổi chiếm tỷ trọng quan trọng nhất trong xử lý ngã ba, chứ không phải duy nhất nhé, để cho nó toàn diện, là cái phương án dùng nhiều nhất ấy. Do đó vấn đề còn lại nhiều nhất là chắc chắn rồi đấy, nhưng vấn đề còn lại là đánh đổi như thế nào. Ai thế thì thống kê nó cho thấy thế này, dấu chấm thế nhé. Người không thành công cái gì à, là người thường đưa ra không đánh đổi. Và không con vợ nào không sợ chồng mình dại dột suốt ngày cản, trong khi đó nó là kẻ dại dột nhất, vì nó nhìn thấy là nó thấy có sự đánh đổi là nó chịu được. Người này đánh đổi rất tệ bằng cách không đánh đổi. Các chị à, đừng có giận tôi. Còn cái loại trung bình thì đánh đổi rất ít các bạn, cho nên nó chỉ hạng trung bình. Và dấu chấm thứ ba, người thành công rất giỏi trong nghệ thuật đánh đổi các bạn ạ. Vậy thì đánh đổi là một bí quyết để đưa đến quản trị chính mình các bạn ạ. Chắc chắn phải đánh đổi. Bây giờ tiếp tục ý số 3, đánh đổi còn có nghĩa là cơ hội để phát triển. Nó là cái giá rồi, nhưng nó lại là cơ hội nữa cơ, để phát triển. Kể cả khi đánh đổi không đạt được điều mình muốn, nhưng luôn đạt được điều mình chọn các bạn ạ. Chứ không phải đánh đổi bỏ tiền ra là mua được thành công đâu, nhưng luôn đạt được điều mình chọn. Gạch đầu dòng thứ 3, đánh đổi buộc phải thay đổi tính cách cá nhân của mình, cho nên nó rất khó. Vì thói quen của bạn là thói căn cố đế từ đời năm đời nay mà không đánh đổi thì bạn thua. Vì bạn học xong bạn thấy rất rõ ràng chân lý, nhưng đánh đổi là bẻ cong cái thói quen của mình, rất khó các bạn ạ. Thì tôi thông cảm với nó, vì nó giống như là mình mất mát một cái gì đó các bạn ạ. Nhưng nếu bạn sẵn sàng với thái độ mất mát, bạn sẽ làm được. Đấy là ý tiếp theo. Và nếu bạn không làm được cái huyệt tử của gạch đầu dòng thứ 3 này, thì coi như đời bạn cả đời chỉ là kẻ tầm thường thôi, vì bạn là mức trung bình thôi.
Ý tiếp theo các bạn, càng lên cao bên trái là chức vụ, bên phải là nổi tiếng, trước mặt là tiến sĩ, càng lên cao bạn càng khó đánh đổi vì trả giá sẽ rất nặng. Nhưng khi bạn ở vị trí thấp, bạn đa số đánh đổi vì tuyệt vọng chứ lại không đánh đổi vì phát triển. Cho nên thằng cao cũng chết mà thằng thấp cũng chết các bạn ạ. À, loanh quanh mãi rồi mới thuyết phục các bạn được, chứ không phải cứ đánh đổi là thành công đâu. Nhưng mà hèn nhất là không đánh đổi. Nhưng mà đánh đổi cuối cùng bản chất là thế này các nhà, cái giá của cái gì bạn có. Và bạn nhìn Lê Thẩm Dương đơn giản quá bạn ơi. Và tôi có ngày hôm nay tôi phải đổi một cái giá nặng lắm, không có gì tất nhiên cả. Hỡi các bạn, cái giá của bất cứ thứ gì là cái giá nhé, là phần đời của bạn dùng để đánh đổi. Như vậy cái giá của bạn chính là một cả một khúc đời đấy. Nó cứ một nhát sau này một nhát, nhưng cộng lại thì nó ra một khoảng cuộc đời đấy. Cái giá của có một cái gì là phần đời của bạn để đổi lấy nó. Đó là điều tất yếu. Đã tất yếu thì bạn không cãi. Vậy cái tôi có là tôi phải đánh giá một phần cuộc đời tôi chứ. Còn bạn này muốn béo tốt xong điều khiển thằng chồng để thành công, lấy đâu ra hả con? Đấy là cái nguyên tắc đánh đổi các bạn ạ. Và sống dọc cuối cùng là những cái tuyệt đối không được đánh đổi. Như vậy đánh đổi thì mới thành công chứ. Nhưng mà để đánh đổi thì người ta phải vượt qua những cái vừa ghi. Nhưng mà chú ý rằng những cái sau đây tuyệt đối không được đánh đổi. Dấu chấm thứ nhất, không được đổi hôn nhân đến sự nghiệp. Chuẩn bị lại dầu mò đấy cái. Mày càng già mày mới càng thấy hôn nhân nó quan trọng hơn. Không thể lơ là con vợ để đổi lấy cái chức rẻ rách được. Đó là một kẻ ngu xuẩn trong đánh đổi. Dấu chấm thứ hai, không được đổi quan hệ vợ, bạn thân, con cháu để lấy danh tiếng hoặc tài sản. Cấm tuyệt. Còn bạn cứ đổi thì kệ bạn. Dấu chấm thứ ba, không đổi giá trị của chính mình, cái danh dự, cái tư trọng của các bạn để lấy bất cứ điều gì hoặc để lấy bất cứ ai. Và ý cuối cùng, cái cần đổi là, và lại có các dấu chấm. Dấu chấm thứ nhất, hãy đổi đảm bảo tài chính. Chấm phải, vẫn là dấu chấm số 1. Chấp nhận rủi ro tài chính. Cứ nãy là mất tài chính nhé, để đi học. Tức là mình đổi cái đó, lấy cái đó, lấy cái tiền này. Bây giờ nó không phải đổi mà chấp nhận rủi ro tài chính. Tức là một ăn một thua về tiền ấy, để lấy một cơ hội. Đánh đổi thứ hai, dấu chấm số 2, đổi hài lòng trước mắt để lấy phát triển cá nhân là tuyệt đối không nên. Vì bằng lòng trước mắt là kẻ thù điển hình của sự phát triển. Dấu chấm thứ ba, hãy từ bỏ cuộc sống gấp gáp, đang đánh đổi để lấy cuộc đời tươi đẹp. Chỉ tập trung vào những việc mình làm tốt nhất mà thôi. Thế là hết gấp gáp, làm cái việc tốt nhất thôi, bỏ qua phần còn lại, từ bỏ ngay sự thêm vào mà chỉ tập trung lấy sự nhân lên thôi. Cái gì làm mà nó nhân lên thì làm, cần gì học đó là hành vi thêm vào. Cần tài chính thì học tài chính, cần marketing thì học marketing, cần gì học đó, đó chính là cộng thêm, không phải là xấu nhưng chỉ cộng. Còn học combo là nhân lên. Lắm hoặc là các bạn làm được một tí thôi, các bạn đã khác người. Vì bằng chứng không thằng nào làm tí nào các bạn. We'll be right back.
Trường Doanh Nhân PR.